Ronaldo cầm đầu nhóm cầu thủ Man United kích động ban lãnh đạo. Cristiano Ronaldo dẫn đầu nhóm các ngôi sao của Manchester United, những người đã thúc giục ban lãnh đạo của câu lạc bộ ký thêm nhiều cầu thủ mới trong bối cảnh Quỷ Đỏ đang khởi đầu mùa giải thảm hại. Trận thua 2-1 mở màn mùa giải trước Brighton và Hope Albion được tiếp nối bằng màn vừa dập thảm họa 4-0 trước Brentford vào cuối tuần qua. Quỷ Đỏ hiện đang xếp cuối bảng Premier League và đã bắt đầu chiến dịch mới cực kỳ tệ hại, lần đầu tiên sau hơn 100 năm. Nguồn tin của Mirror cho biết rằng Ronaldo, Marcus Rashford, Harry Maguire, Bruno Fernandes và Luke Shaw đang thúc giục cấp trên ký thêm cầu thủ, nếu không, họ chính là những người ra đi. Điều này đúng với những lời mà chiến lược gia Erik ten Hag của Manchester United nói ra sau thất bại đáng xấu hổ của họ trước Brentford. Nhà cầm quân người Hà Lan sau khi chê màn trình diễn của học trò là rác rưởi đã bày tỏ: "Chúng tôi cần những cầu thủ mới và những cầu thủ chất lượng. Man United sẽ cố gắng thuyết phục họ tham gia vào đội bóng. Chúng tôi cần thay đổi để tiến lên phía trước." Cho đến nay, Manchester United đã ký hợp đồng với 3 cầu thủ mới, khi đưa Christian Eriksen đến sân Old Trafford theo dạng chuyển nhượng tự do. Lisandro Martinez gia nhập từ Ajax với giá 51,6 triệu bảng, trong khi Tyrell Malacia cũng đến từ Feyenoord với giá 13,5 triệu bảng. Nhưng thực tế chính là một sự khác biệt rất xa so với đội hình dự kiến mà nhiều người đã mong đợi ở sân Old Trafford, và dường như những sự hỗn loạn trong mùa còn bao gồm có cả Cristiano Ronaldo và đồng nghiệp. Một trong những lý do khiến ngôi sao người Bồ Đào Nha được cho là đã yêu cầu rời câu lạc bộ là sự thiếu tham vọng của mùa, cũng như việc đội bóng không thể giành quyền tham dự UEFA Champions League. Manchester United cần bắt đầu hoàn thành công việc kinh doanh của mình khi chỉ còn 16 ngày nữa là kỳ chuyển nhượng mùa hè sẽ kết thúc. Ba bản hợp đồng Eriksen, Martinez và Malacia là không đủ để Quỷ Đỏ thách thức top 4. Điều đó được đánh giá bởi màn trình diễn kém cỏi của đội hình ở mùa giải trước và đầu mùa giải năm nay. Phần lớn đội hình hiện tại của Ten Hag vẫn là những cầu thủ gây thất vọng lớn dưới thời Ralf Rangnick và Ole Gunnar Solskjaer. Các thay đổi và cải tổ đã được mong đợi và bắt buộc Ten Hag phải tham gia vào mùa giải với một đội hình đã cạn kiệt do các sự rời đi của những trụ cột: Paul Pogba, Edinson Cavani, Jesse Lingard, Juan Mata, Nemanja Matić, Andreas Pereira và Lee Granter đã ra đi. Có tin đồn rằng những người như Rich Billy, Phi Dương và Jim Gardner cũng có thể ra đi. Cầu thủ mong muốn nhất của Ten Hag là học trò của De Jong thì không chịu rời Barca. Với nhiều nguồn tin khẳng định anh không thích đầu quân cho một đội bóng yếu kém và hiện chỉ đá Europa League. Thật là sốc khi Manchester United lại rơi vào tình cảnh bấp bênh dưới thời quản lý mới và trải qua một khởi đầu đáng xấu hổ. Trong đó, Ronaldo vẫn có vẻ muốn nổi loạn và cầm đầu kích động các đồng đội tại Man United sau trận thua thảm hại 0-4 trước đội kèo dưới Brentford.